Đồng Quốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2018, Đồng Quốc Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ trường kỷ bằng gỗ gụ hoàng vip. Đây là bộ đại được Đồng Quốc Thanh Luân chúng tôi vừa hoàn thiện trong phần vết ly. Và bộ này cũng đã có chủ nhân, đó chính là anh Băng, anh ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Và hôm trước thì anh đã về trực tiếp xưởng sản xuất của Thanh Luân để ký nhận bộ trường kỷ bộ đại này. Ván giày là 3 phân và chân tay nó rất chi là to, cực dày dặn. Được Thanh Luân chúng tôi đã hoàn thiện phần oánh cách ly trần và chuẩn bị đưa hàng lên xe đi bàn giao gia đình anh Băng ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Đây, trên mình quý vị đây, bộ trường kỷ này được vách được tư quý tùng trúc trúc mai, và vách giữa chúng tôi là được hoa hồng. Phần gỗ rất chi là đẹp, gỗ gù mật rất chi là to. Cái bản này chúng tôi là làm cực kỳ là to và dày, hoành tráng hơn các hàng thông thường rất nhiều. Và chân cũng vậy, chân rất to. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều các cái mẫu trường kỷ bằng gỗ lim, gỗ gụ các loại. Và video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thanh Luân, nằm tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thanh Luân chúng tôi tọa lạc tại hai cơ sở 1 ở thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đó, trường kỷ này đục toàn bộ là đục hai mặt hết, rất là to cao dày dặn, và cái dưới trường là dài 2m2, rất to. Tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 22 tháng 3 2018. Tôi trân trọng giới thiệu bộ trường kỷ bằng gỗ gụ bộ đại. Bộ này nó có chủ nhân đó chính là anh Tăng, anh ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Và Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.